Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, góc khuất bí mật Trần Quốc Vượng. Dư luận Việt Nam thời gian qua đều gần như mặc định Trần Quốc Vượng sẽ là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 tổng bí thư nguyễn phú trọng và nhiều yếu nhân đều cho rằng trần quốc vượng là người đềm đạm công tâm và không mưu cầu cá nhân nhưng thực chất trần quốc vượng là con người như thế nào thì chúng ta hãy xem nhưng việc ông ta đã làm và những bí mật mà ông ta đã che giấu để nhìn thấu bản chất thật chứ không phải vỏ bọc hoàn hảo mà trần quốc vượng đã tạo ra để đánh lừa công chúng trong suốt quá trình công tác trải qua các cương vị từ Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Tối cao rồi Viện trưởng Viện Kiểm soát Tối cao, Tránh văn phòng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nay là Thường trực Ban Bí thư. Trước này là do ăn hôi, được thay thế người tiền nhiệm là Đinh Thế Huynh do ông Huynh bị ốm. Trần Quốc Vượng chưa bao giờ thể hiện được chính kiến và năng lực lãnh đạo của mình. Trần Quốc Vượng chưa bao giờ có một sáng kiến hay ý tưởng đóng góp cho sự phát triển cho đơn vị mình quản lý, thậm chí Trần Quốc Vượng còn có những đóng góp thụt lùi như phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã là xu thế tất yếu. Chắc nếu cựu tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cha đẻ của chương trình đổi mới mà nghe được câu này thì cũng phải đội mồ sống dậy để tát cho Trần Quốc Vượng mấy cái cho đỡ lú. Cứ nghe theo mấy cái đóng góp của Trần Quốc Vượng thì chắc chắn chả mấy chốc gần trăm triệu dân Việt Nam ngồi đấy mà chia bo bo ăn với nhau. Mọi việc với Trần Quốc Vượng cứ mờ mờ nhạt nhạt và may mắn tiến thân. Chính vì người điều hành có năng lực yếu kém như Trần Quốc Vượng mà nền tư pháp Việt Nam mới trở nên thê thảm như ngày hôm nay. Điển hình là vụ án Hồ Duy Hải và vụ một người tự tử ở tòa án Bình Phước. Từ ngày lên thường trực Ban Bí Thư, Trần Quốc Vượng tích cực đi đến các địa phương, tích cực phát biểu ở cuộc này cuộc kia nhưng khổ nỗi trình độ có hạn nên chẳng nói được câu gì hay ho trí tuệ chẳng để lại cho điều gì mang dấu ấn Trần Quốc Vượng trong công chúng. Thắp đuốc 7 ngày cuối cùng cũng tìm được câu Trần Quốc Vượng rất tâm đắc phát biểu cán bộ phải là công bộc của nhân dân hóa ra đây là câu nhai lại nhờ nghe quá giáo điều. Nhiều người ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các báo cáo đều biết mối tình sâu đậm nhiều năm của Trần Quốc Vượng với Trần Thu Hiền Hiền sinh năm 1972 và kém Trần Quốc Vượng 19 tuổi. Cô này là người có nhan sắc nên Trần Quốc Vượng say mê như điếu đổ. Khổ một nỗi trí tuệ và nhan sắc lại không tương đồng nên Hiền thi đi thi lại mấy lần mới đỗ với vào được Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Các nhà báo khóa khóa 12 ai cũng biết Hiền chật vật khó khăn thế nào để viết một bài báo mà cũng chưa bao giờ viết được một bài báo cho ra hồn. Vậy mà bất chấp năng lực hạn chế của Hiền, Trần Quốc Vượng đã mạnh tay đưa người tình của mình lên hẳn phó tổng biên tập tạp chí kiểm tra trung ương trước sự ngỡ ngàng và bức xúc của nhiều nhà báo. Chưa hết, chỉ trong một thời gian ngắn chưa đến 6 tháng, Trần Quốc Vượng tiếp tục đẩy Hiền lên vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban kiểm tra trung ương. Lúc đấy mọi người truyền tai nhau là con đường quan lộ của Hiền cách rốn có 15cm. Cứ ngỡ đưa người tình lên vị trí này là kịch trần của sự liều lĩnh bất chấp của Trần Quốc Vượng. Vậy mà ngoạn mục hơn, thần tốc và bất chấp hơn nữa tại hội nghị trung ương 12, Trần Quốc Vượng đã tác động và can thiệp quyết liệt để đưa người tình vào của mình vào trở thành ủy viên Ủy ban kiểm tra trung ương. Đồng nghiệp của Hiền mắt tròn mắt dẹt bảo nhau: "Ôi, người như thế thì biết gì mà kiểm tra, nhưng quan trọng là biết kiểm tra cái ấy của Trần Quốc Vượng là được rồi." Nếu bầu gương mặt xoáy ca như trong tiểu thuyết ngôn tình thì chắc chắn Trần Quốc Vượng sẽ được đánh giá cao nhất vì Trần Quốc Vượng là người đàn ông vì sắc dục, vì gái mà bất chấp tất cả. Nhưng để tìm gương mặt đại diện cho quốc gia thì thương cho dân nước Việt Nam quá, vì Trần Quốc Vượng không tài không đức mà liều lĩnh bất chấp như vậy, khi ở đỉnh cao quyền lực ắt gây ra nhiều thảm họa, nhân dân đất nước lúc ấy sẽ đi về đâu. Trần Quốc Vượng mà tôi muốn nói ở đây chính là Trần Quốc Vượng sắp lên làm tổng bí thư. Ông Vượng gốc Thái Bình, sinh năm 1953, từng làm viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2007-2011. Gần đây trong đề cương để chuẩn bị cho chức tổng bí thư tương lai, Trần Quốc Vượng nhắc đến mô hình kinh tế hợp tác xã và cho đó là hướng phát triển tất yếu trong tương lai. Chuyện này làm tôi nhớ đến phi vụ chạy án đầu tiên của tôi dính líu đến Trần Quốc Vượng cũng là mô hình hợp tác xã này đây. Trong lý lịch của mình Trần Quốc Vượng đã che giấu đi một phần ông từng được biệt phái vào trong miền Nam làm tham mưu cho bộ công an phía Nam vào những năm của thập niên 1990 của thế kỷ trước. Vào những năm 1990 chúng ta nghe sự đổ vỡ của nhiều hợp tác xã tín dụng, ồn ào nhất là vụ nước hoa Thanh Hương của Nguyễn Văn 12, sự phá độ sản của hợp tác xã tín dụng Thánh Công kéo theo sự vỡ nợ của dây chuyền của nhiều hợp tác xã đã tín dụng khác. Trong đó đình đám nhất là hợp tác xã tín dụng Bạch Đằng, tiền thân của ngân hàng gia định hay gia định banh mà gần đây cô Nguyễn Thành Phượng con gái của bà X Nguyễn Tân Dũng làm chủ sở hữu đổi tên thành bản Việt Banh. Lúc đó tôi chỉ là một sinh viên trường luật thuộc khoa luật của Đại học Tổng hợp tiền thân của Đại học luật thành phố ngày nay Tôi chỉ cầm tiền đi chung cho từng người trong vụ hợp tác xã tín dụng Bạch Đăng, Gia Định, Banh. Các sếp thời đó bị cáo buộc tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản làm thất thoát tài sản xã hội chủ nghĩa, số tiền chưa tới 1 tỷ Việt Nam đồng. Không như những trầm bê Trần Bắc Hà làm thất thoát lên đến mấy chục ngàn tỷ Việt Nam đồng như hiện nay. Tôi xin không nhắc đến tên những bị can bị cáo trong vụ hợp tác xã tín dụng Bạch Đằng, Gia Định Banh mà chỉ nhắc đến tên các quan chức ăn tiền hối lộ. Lần đầu tiên gặp ông Trần Quốc Vượng ở Sài Gòn, người giúp tôi gặp ông Trần Quốc Vượng là ông Việt lúc đó đang làm tổng biên tập tạp chí kiểm sát thuộc Viện Kiểm sát tối cao. Biết ông Việt này mê gái nên có xếp dùng một diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Hà Nội làm môi giới đó là diễn viên Hà Xuyên người đóng vai chính trong bộ phim Biển động Sài Gòn cùng với Thương Tín ông Việt chết mê chết mệt chị Hà Xuyên nên gần như chị Hà Xuyên thích cái gì ông ta cũng chiều dĩ nhiên điều chị Hà Xuyên thích là những sếp trong gia đình bành thoát án tử ông Việt vẽ đường cho Hưu chạy là cần gặp cán bộ tham mưu của bộ Công an phía Nam thì mới biết được cung đường chạy thuốc ra sao và người mà ông Việt tin là có uy quyền nhất lên toàn bộ quá trình tố tụng là ông Trần Quốc Vượng. Chúng tôi gặp Trần Quốc Vượng lần đầu tiên ở nhà khách dạ Lý Hương trên đường Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh với một phong bì và hai chai rượu Tây đắt tiền. Sau khi nghe ông Việt tóm tắt vụ việc và nhờ can thiệp thì Trần Quốc Vượng khẳng định quan trọng nhất là khâu điều tra, nhưng vụ gia đình banh khó mà thoát án tử. Tuy nhiên, vẫn còn một cách một cánh cửa là phân khúc vụ án ra làm nhiều giai đoạn mà chạy thuốc. Phía cơ quan điều tra và viện kiểm sát thì ông Việt lo giúp nhưng chủ yếu là trung chi cho phía tòa án thành phố. Tiến trình chạy án được đưa ra là thứ nhất sơ thẩm tuyến án tử hình. Thứ hai là phúc thẩm xuống còn trung thân. Thứ ba là thi hành án chạy xuống còn 20 năm nhưng ở tù chỉ 1 phần 3 thời hạn là được xin ân xá. Tại khách sạn Dạ Lý Hương, ông Trần Quốc Vượng từ chối nhận phong bì, chỉ lấy một chai rượu Tây, còn một chai thì ông Việt cầm và nói sẽ đi uống cùng với chị Hà Xuyên bên Thanh Đa tối đó. Ấn tượng của tôi đầu tiên là về một người Hà Nội gần gũi. Qua ông Trần Quốc Vượng, thực ra ông là người Thái Bình. Đúng như ông Vượng nói, ở cơ quan điều tra và viện kiểm sát chúng tôi không có chung chi nhiều, nhưng qua phiên sơ thẩm tôi nhớ là thẩm phán Lê Trọng Tấn, nhà ở quận 4, ông này mê cải lương mê cải lương và hát tân cổ giao duyên rất hay chúng tôi chung cho ông ta 20 triệu đồng vào thời điểm năm 1997 qua phúc thẩm là bà thẩm phán Ngô Thị Hồng Ân người Đồng Tháp lần hai gặp ông Trần Quốc Vượng ở Hà Nội với kinh nghiệm của lần chạy án lần đầu tiên đã giúp tôi rất nhiều kiến thức và mối quan hệ cho những lần chạy án sau này phải nói là so với các bạn học khoa luật đầu tiên của nước Việt Nam Cộng sản sau năm 1975, tôi có may mắn hơn các bạn của tôi rất nhiều và cũng chính từ những lần chạy án đó. Tôi mới nhận ra bộ mặt thật của chế độ thối nát nên tôi đã chọn con đường làm một nhà báo tự do sau này. Cho đến ngày nay khi tôi ở phía bên kia của chế độ Cộng sản thì các phóng viên trong nước cũng chưa chắc có những mối quan hệ như tôi trước đây. Trong 17 người của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xử quá trình tố tụng vụ án Hồ Duy Hải, tôi quen hai người và cũng chính hai người này từng nhận tiền chạy án của tôi. Tôi sẽ kể trong phần 3 tiếp theo của loạt bài này, bây giờ tập trung vào chuyện của ông Trần Quốc Vượng sắp làm Tổng bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như phần trước tôi đã đề cập là tôi chỉ chuyên chạy các vụ án dân sự tranh chấp quyền sở hữu nhà đất nên chủ yếu là chạy phía tòa án tối cao kinh nghiệm cho thấy các kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn luôn bị tòa án tối cao bác như đã từng kháng nghị của viện kiểm sát tối cao trong vụ việc của hồ di hải gần đây Án hình sự thẩm quyền của Viện kiểm sát tối cao thì cao hơn mà còn bị bác thì án dân sự cái kháng nghị của Viện kiểm sát tối cao cũng không có chất lượng gì. Nhưng cái kháng nghị của Viện kiểm sát tối cao cũng giúp cho quá trình thi hành án các bản án phúc thẩm đã có hiệu lực bị tạm dừng chờ ý kiến của tòa án tối cao. Qua một người quen biết giới thiệu cho chúng tôi biết bà An người gốc Hà Tĩnh đang là chuyên viên cao cấp Viện kiểm sát tối cao có thể giúp chúng tôi lấy nhanh kháng nghị của Viện Kiểm sát tối cao trong vụ án dân sự mà chúng tôi đang cần. Bà An này ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, bà ra giá cho một kháng nghị là 25 triệu đồng. Thời điểm năm 2007 thì giá của một kháng nghị của Viện Kiểm sát tối cao là 30 triệu Việt Nam đồng. Còn kháng nghị của tòa án tối cao là 40 triệu Việt Nam đồng. Bà An không biết giá thị trường của cái kháng nghị của Viện Kiểm sát tối cao nên mới đòi 25 triệu Việt Nam thấp hơn Chúng tôi đồng ý trả giá 40 triệu Việt Nam nhưng phải có nhanh cho chúng tôi trong 3 ngày vì lúc đó các đầu mối của tòa án tối cao đi công tác nước ngoài hết. Chúng tôi trồng tiền cho bà ăn xong 3 ngày cũng không thấy kháng nghị, một tuần cũng không thấy, rồi 10 ngày cũng không thấy, hai tuần cũng không thấy, đúng như ngày thứ 17 chúng tôi quá sức chịu đựng nên đi thẳng đến nhà ông Trần Quốc Vượng lúc đó là viện trưởng viện kiểm sát tối cao. Nhà ông Trần Quốc Vượng lúc đó ở số 185 B5 đường Đội Cấn, Hà Nội. Ông Vượng nghe chúng tôi trình bày câu chuyện đầu đuôi, ông hứa ngày mai ông sẽ giải quyết tại trụ sở Viện Kiểm sát tối cao số 44 Lý Thường Kiệt. Hôm sau chúng tôi đến trụ sở Viện Kiểm sát tối cao thì có thư ký riêng của ông Trần Quốc Vượng là Nguyễn Văn Nông ra dẫn chúng tôi vào. Sau một hồi trình bày lý do chúng tôi cần kháng nghị là bản án phúc thẩm có vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Đông qua phòng của ông Trần Quốc Vượng lấy cho chúng tôi giấy kháng nghị của viện kiểm sát tối cao. Sau đó thì ông Nguyễn Văn Đông có hỏi chúng tôi việc 40 triệu Việt Nam đồng mà chúng tôi đưa cho cô chuyên viên tên An, chúng tôi thấy mình đã có giấy kháng nghị nên đồng ý lấy số tiền đó giúp cho một hội chữ thập đỏ hay hội người mù nào đó mà các ông thấy cần thiết. Số tiền đó chia làm hai cho hội người mù Hưng Yên và hội chữ thập đỏ huyện tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Trước khi rời trụ sở viện kiểm sát tối cao thì ông Vượng có nhắc là có gì gặp thẳng ông hay chuyên viên tên Bùi Thị Quế thì sẽ lấy kháng nghị nhanh hơn. Đó là lần cuối cùng tôi lấy kháng nghị viện kiểm sát tối cao cho một bản án phúc thẩm ở tòa án thành phố. Trong lần gặp thứ hai tại nhà riêng ở Hà Nội thì ông Trần Quốc Vượng có nhắc đến những kỷ niệm lúc ông còn trong Sài Gòn. Ông cũng hỏi thăm về vụ án hợp tác xã tín dụng Bạch Đằng gia định banh ngày trước. Năm 2015 tôi qua Pháp thì nghe tin con gái ông Trần Quốc Vượng đã sang du học bên Paris. Ban đầu lấy chồng người Pháp gốc Việt sau đó ly hôn và lấy chồng Tây. Thông tin này chưa được kiểm chứng nhưng độ khả tín rất cao. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.